cảm ơn anh đã mua thuốc về với em. Ngoài ra anh thì em không thể gọi điện anh mà mua thuốc về. Đấy, à không sao đâu, cứ có chuyện gì thì cứ đi. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi thì cháu được có nhận được một cuộc điện thoại từ em Sử. Nghe nói là em Hải đi lấy cỏ sao cô bác, là không may là bị ông đốt, đốt rất là nhiều. Và qua cái cuộc điện thoại đấy thì cháu được có nghe là em Hải nói bảo là anh ơi đau quá, anh ơi đau quá, thì cháu Lực cũng mua thuốc lên cho em ấy luôn. Ô Sử ơi, đi đâu về đây? Sử đâu về đấy? Tìm thuốc cho Hải về. Tìm thuốc cho Hải á? Vâng. Thế vừa rồi Hải thì bảo là bị ông đốt, thì đốt ở đâu? Đau ấy. Xong này. Thế à? Ừ. Rồi đi tìm thuốc à? Thế thì đi đi. Bây giờ hai anh em mình cùng đi đi. Đi ra nhà nào tìm thuốc đấy? Không có à? Vừa rồi thì cháu Lực ra hiệu thuốc thì người ta có bảo với cháu Lực là cái lọ thuốc kia thì dùng để chữa ông đốt. Đâu? Hải thì bị đốt ở đâu? Đâu? Ôi dồi. Ở đâu nữa? Đâu nữa. Đâu à? Đi ra đâu mà bị? Đi trên kia. Đi trên kia? À đi, đây đi mặc áo đi, xong rồi ra đây bôi thuốc cho. Hai tô đá đá bạn ạ. Hai tô đá đá. Ê. Đây anh xem nào. Đi đâu? Hả? Đi đâu? Đâu à? Ngồi đây nào. Thế vừa rồi thì cháu Lực có đi ra hiệu thuốc là mua được cho em một cái lọ này cô bác. Lọ này thì là thuốc bổ cáo hay sao ấy. Sưng mặt này cũng bị à? Vâng. Sưng hết cả da rồi. Thế vừa rồi điện cho anh thì khóc luôn nè. Còn đi đâu mà bị ông đốt đấy? Sáng nay lúc nãy chú bảo là con của chú bị ông đốt thì anh thì về nhà rồi, thì còn em thì ở chỗ đấy. Nhưng anh thì không lấy em về nhà. Chú bảo em với anh ấy lại đi vào tìm. Đằng sau này cũng bị à? Vâng. Đâu bỏ lên bôi nè. Bỏ đi. Đi lấy cỏ hay là như nào mà bị đốt? Không phải đâu ạ. Đi tìm con của chú ạ. Đi tìm con của chú á? Vâng. Cái con của chú là bị đi đâu mà như nào? Đâu đầu là bị đâu nữa? Đâu đầu này. Đây, sưng hết luôn cả một bên rồi. Vừa rồi thì điện cho cháu Lực khóc tu tu luôn cô bác. Là chắc là vừa rồi đau quá hay sao ấy. Mặt này có bị không? Cháu thấy tính nào mà. Đâu? Ở đâu nào? Sử tìm mà bôi cho em đi. Đâu? Thế hay cái tôi thấy. Hay có. Cái tính cái gì à? Bây giờ đỡ đau hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Đau rồi nhé. Đây sao đến đây sưng? Đi con này. Đi xuống khó khó tập trung này.
Rồi xem nào. Đây, mặt thì bị sưng luôn rồi cô bác này. Nẹp lên mà. Sao thế? Vừa rồi thì đi lấy cỏ hay là đi đi đâu? Đi tìm con của chú á? Con của chú làm gì mà đi đâu kia phải tìm? Con của chú đi lấy rau lợi thì anh với em chào đá thì bị ông đốt ạ. À. Anh thì xuống rồi còn em ở trên thì anh với em đi kia thì con thấy nhưng mà anh thì lấy em đi về. Nghe nói chú là con của chú là đi vào bệnh viện luôn à? Vâng. Quay xem nào, anh xem mặt nào. Ủa đây này, bị bên này bị sưng này. Em lấy cái giấy tờ. Em lấy cái giấy tờ. Đây là hỏi đây bảo em xem bôi chỗ nào nữa, dùng cái thuốc này bôi nhá. Đấy cái thuốc này anh ra hiệu thuốc hỏi thì người ta bảo là cái thuốc này để chứa. Thôi đây. Ừ. Đang xem mặt thôi mà. Vừa rồi thì điện cho cháu Lực cô bác khóc qua tu tu luôn. Này nói là mùa này ở trên vùng cao khá là nghi hiểm cô bác ạ. Đi lấy rau lợn này, đi lấy cỏ này hay bị cay đấy, đừng bôi lên mắt nhá. Hãy bôi cái chỗ nào mà viết mà ông cắn rồi. Sử thì vừa đi chạy bảo tìm thuốc gì. Sử thì chắc vừa rồi chạy đi nhà và các bác kia hỏi là dùng ông đốt thì dùng cái thuốc gì để chứa đúng không? Vâng. Tất cả lên rồi. Đây là anh cái ta thấy thế nào? Đằng sau này thì bị hai con ông đấy to không? Có. Ông đấy to. To như thế nào? Hả? Cái là gì thế này? Nhỏ mà chẳng tay. To bằng ngón tay cái á? Dạ. Đây, người bôi xong chưa? Bôi xong thì mặc áo vào đi. Nghi hiểm nhất là đầu này này cô bác này. Đầu của em Hải thì bị sưng luôn này cô bác. Cái ta thấy thấy một tí nữa thôi mà. Tay thì có bị ông ơi này. Đây này. Để khó thế chị hả? Ít nhất phải tầm rơi vào tầm 10 phát rồi. Nè. Đi khó đây. Này, khó lên đây. Tôi khó đây. Khó nè. Đây. Nó. Này, hả nè. Để thấy tin hả? Thấy mỏi hả? Đây. Này khó. Sao có mỏi mỏi. Ôi dồi ôi, đâu xem là cả bàn tay này cô bác này. Rồi sưng hết cả lên rồi đây này. Thế mà Hải thì ở nhà chịu khó là đi lấy củi, đi lấy cỏ nhưng mà không may là bị con ong đốt. Đốt về có khóc không? Có. Có à? Lúc mà về đến nhà thì có ai ở nhà không? Có. Có cả anh Sử nữa à? Vâng. Chạy từ kia ra à? Vâng. Đấy, cái này một tí nữa lại bôi nhá. Này anh ra hiệu thuốc anh hỏi người ta bảo cái ông đốt thì người ta hay dùng cái loại nào ấy thì người ta đưa cho anh cái thuốc này này. Bảo là tốt. Đấy, mắt thì bị sưng húp ra một bên luôn này cô bác này. Hải thì hay bị ông đốt trước. Hải thì hay bị là những cái vận đen nó rất là nhiều á. Cái này xoa xoa đi, ra đây anh xoa cho. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Vừa rồi lúc mà anh chưa lên thì có dùng cái gì bôi không? Có ạ. Dùng cái gì bôi? Dùng cái thuốc kia một tí ạ. Cái thuốc kia? Dạ. Thuốc kia có phải thuốc của nó không? Bôi một tí thôi ạ. Bôi ở tay này thôi ạ. Bôi ở tay á? Dạ. Nhưng mà bôi sao anh thấy tay ở tay đây sưng hơn đấy? Không phải bôi chỗ này, bôi chỗ này ạ. Này thoa thoa nó vào đi. Này đốt là một vết là đen xì luôn này cô bác này. Đây, vừa rồi thì em cũng tự biết là bấm điện thoại gọi cho cháu Lực
kêu bảo anh ơi đau quá rồi. Vừa rồi thì định định là bảo là đi bệnh viện đấy nhỉ? Vâng. Thì quay quay đầu lên xem nào. Rồi. Mắt thì một bên sưng, một bên lại không sưng rồi. Thế là bị muối hải với lại con của chú à? Vâng. Con của chú thì đi vào bệnh viện rồi đúng không? Vâng, đi lấy dao lửa. Thì bị ông Túc thì anh thì đi chạy đi về, con em thì ở trên đấy. À. Đốt nó ngủ trên đấy không dậy được. Đốt ở trên đấy dậy không dậy được luôn á? Vâng. Thì anh ở nhà chú lại bố bảo lại đi đón em về thì anh thấy em ngủ trong đấy cả. À, thấy em ngủ trong đấy á? Vâng. Không biết tay này rất là nhiều. Ôi rồi. Đốt mà phải gọi là đi xuống bệnh viện ở huyện luôn cô bác. Có em còn khóc nổi không? Không khóc rồi. Không khóc nữa? Vâng. Không khóc nổi rồi. Ngất luôn à? Vâng. Rồi, có lẽ là Hải là lớn hơn thành ra là mới chạy được, còn bạn em coi em kia thì không chạy được đúng không? Vâng. Em mới chạy về đến nhà luôn à? Em thì con nhà chú bảo là đi lấy dao lên thì đến chú kia thì anh với em trèo đá thì thấy chẳng biết là có ông bay đâu về thì đốt thì anh thì chạy rồi, còn em ở trên đá chẳng biết là nó xuống kiểu nào. À. Ai thằng em muốn nhớ đây. Anh bái, ta cũng chưa số cô bùn bái nhá tôi nhỉ. Chinh tế của được chụp lấy gì của sao chị? Chinh chú chọn bài học thuật gì? Thầy nhớ chụp tiền là chú chọn tiết học bao. Nhớ một cái cô. Này ai bà bài cũng mất rồi nè. Hello. Hải thì về đến nhà thì lúc đấy Sử có đang ở nhà không? Có à? Vâng. Về nhà xong khóc, tu khóc từ trên kia xuống luôn rồi à? Bây giờ đến nhà thì khóc rồi. Nhà thì khóc rồi. Rồi chắc là đau quá là không có chịu được nó mới khóc rồi. Có gặp tổ ong nữa không? Không thấy tổ ong đâu ạ. Không thấy tổ ong á? Vâng. Loại ong này ong to à? Vâng. Bây giờ còn còn đau nữa không? Bây giờ đỡ đâu rồi à? Sao anh thấy tay run đấy? Đau nên là run cả tay luôn à. Chú thì con là chú thì bị một người hay là bị mấy người? Hai người á? Vâng. Hai anh em ạ. Thế cả hai người đi luôn à? Vâng. Đi xuống bệnh viện luôn à? Anh thì ngủ kia. Anh thì ngủ á? Vâng. Hay là lấy cái thuốc này đi bôi cho anh đi. Đi. Sử lấy thuốc này đi bôi đi. Lấy bôi cho anh đi. Anh tưởng là đi xuống bệnh viện hết rồi. Đấy, dùng cái thuốc này đi bôi luôn. Đây Hải thì bây giờ đi nằm đi nhá. Đấy, nằm chút anh với Sử đi. Anh với Sử lên trên nào. Anh tưởng là anh kia là đi xuống bệnh viện luôn rồi. Vẫn nằm ở nhà. Rồi. Ở tận đâu? Nấy bị đốt ở tận đâu? Đá to kia. Đá to kia à? Đấy, mùa này đi lấy cỏ với lại lấy củi của bác à, không cẩn thận là hay gặp tổ ong này. Có khi là gặp tổ ong bé, có khi là gặp tổ ong to.
Đây gọi em ra để lấy thuốc bôi đi. Đâu ngủ đâu? Úi rồi. Bà dậy đi. Này. Dậy đây lấy thuốc bôi nào. Bị đốt ở đâu? Trên đầu. Trên đầu à? Lấy áo mặc vào đi, lấy áo mặc vào đi. Nó sẵn ăn. Đấy, lấy áo khoác vào. Đầu bị đốt ở những đâu? Vừa rồi là anh này cùng Hải đi à? Vậy nhang nó đi lấy dao lợi. À. Lúc thì thằng này chạy đi về cùng. Chúng bảo là Hải với thằng anh nó đi tìm. À, thế xong là Hải mới bị à? Đấy, bôi cho em đi. Ôi, cũng bị nhiều lắm này. Vừa rồi lấy cái gì bôi chưa? Hả? Bà đi áo, cả áo căng táp vào. Rồi dao á? Ủa bà lắng lại áo vai mi chính hả? Mi chính ta. Hả? Bà lắng lại tổ đá leo vai mi chính hoa năm ta ơi. Cũng bị sưng hết cả tay, sưng hết cả mặt rồi. Đầu thì có bị không? Xem nào, tìm ở đâu nào. Bôi hết cho em đi. Cái số em mơ thì đầu thì bị đốt ra 2-3 phát này. Hải cũng thế. Còn bị đau ở đâu nữa không? Hả? Đó, chỗ tay em đang cầm kìa. Riêng nguyên đầu là bị đốt tầm 4 đến 5 phát rồi. Đấy rồi, bôi cái thuốc này thì nó sẽ đỡ tí nữa, nó mà hết thuốc thì lại là cái này bôi tiếp nhá. Đấy, tí bảo mẹ đi xuống nhà anh xử đấy nhá. Ha. Ờ à. Yêu tao ta ở. Tình cảm à? Cọt mà. Anh Sử thì rất là thương em Hải luôn cô bác ạ.
vừa rồi có thể là nói là bị như thế này, không biết là có ai để mà gọi nữa, gọi cho cháu Lực. Và nghe thấy em Hải khóc như thế, cháu Lực cũng sợ là hai anh em sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì gần 7 giờ rồi các bác ạ. Hai anh em là nấu cơm chưa? Hả? Hai anh em là nấu cơm chưa? Nấu rồi à? Tí mà Hải mà không ăn được thì nấu cháo cho Hải nhá. Đấy. Xem nào anh, xem là đứa sưng hơn chưa? Còn đau, bây giờ còn đau nữa. Ở đây, bôi xong đỡ luôn này, thuốc này. Chỗ này hơi không đau ạ. Đấy, thuốc này có vẻ là hiệu quả đấy, bôi xong mà đỡ sưng luôn, anh xem tay nào. Đấy, nhìn nha, tay đỡ sưng hơn chưa? Đấy, nhìn nha. Hay vừa rồi thì còn là sưng rất là nhiều này, bây giờ thì chỗ này còn sưng một tí nữa thôi. Đấy. À, lần sau cứ như thế nhá, có cái chuyện gì mà như thế này mà cuống quá thì gọi cho anh nhá. Vâng. Đấy. Anh nghe thấy Hải mà khóc thì anh rất là lo lắng luôn. Anh nghĩ là hai anh em có chuyện gì xảy ra. Đến lúc mà anh về hỏi Sử thì nói tiếng Kinh cô bác, thành ra là em ấy chưa có được nói chuẩn cho lắm, cho nên là cháu Lực nghe không hiểu. Cháu Lực cứ nghĩ là các em có cái chuyện gì nó xảy ra rất là lớn. Nghe em Hải khóc thì cháu Lực điện lại thì được Hải bắt máy, thì Hải mới nói cho cháu Lực rõ ràng, thì cháu Lực mới biết là ông Hải là bị ông đốt. Thế mai là tính đến ngày là chuẩn bị là đào cái phần nền rồi. Em Hải bị đốt như này. Hải thì mai có đi học không nhỉ? Không đâu. Không đâu à? Vâng. Hết từ đến thứ hai đúng không? Vâng, thứ hai mới đi học. Đấy, Sử thì một tí nữa lại bôi thuốc lên nhá. Vâng. Đấy, bôi như này thì mai nó sẽ đỡ. Hải thì tổng cộng là bị đốt từ bao nhiêu phát nào? Kể cho anh nghe nào. 10 ạ. 10 phát à? Vâng. Ôi giời. Lúc mà gặp thì chạy không hay là như nào? Chạy ạ. Chạy à? Vâng. Chạy nó vẫn đuổi theo à? Vâng. Chạy này mà cũng chạy cẩn thận đấy, không may là nó bị té mà bị vấp mà lăn xuống dưới kia thì còn khổ hơn nữa đấy. Vâng. Hay bây giờ thì em cũng đỡ rồi, thì anh cũng sẽ di chuyển anh đi về nhà thôi. Vâng. Đấy. Còn vừa rồi thì cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết về cái những cái cuộc sống hàng ngày của các em như này. Không may là em Hải bị ông đốt như này, thì cháu Lực cũng muốn ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết. Tại vì là ở trên này rất là nhiều cô bác anh chị là quan tâm tới các em, sợ là các em có mạnh hệ gì xảy ra. Đấy, hai anh em thì cứ như thế này nhá, cứ coi anh là một người anh, cứ có chuyện gì thì cứ bảo với anh nhá. Vâng. Rồi, như thế thì mới có anh thì mới biết mà biết là tìm thuốc để lên cho các em. Vâng. Đấy, như vừa nãy Sử điện cho anh thì chỉ nói là Hải đau, Hải khóc, anh không biết là Hải bị con gì. Sử thì không biết là con ông à? Vâng. Ờ, con đấy là con ông đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. Hãy một tí thì cứ bôi thuốc vào cho Hải nhá, để cho Hải khỏi nhanh, để cho nó đỡ đau nhá. Đấy, bây giờ thì đỡ sưng rồi cô bác này, càng lúc thì càng đỡ sưng lên rồi. Vừa nãy thì một mắt là không có mở luôn rồi. Đấy, cứ có cái gì thì cứ bảo anh nhá. Anh lên với các em, nhà anh em mình thì ở gần nhau, anh chạy một lúc là lên đến nơi rồi. Vâng. Xem tay nào, tay thì cũng đỡ rồi. Tay này thì bị 3 phát à? Vâng. Còn sau lưng thì bị 2 phát. Còn ở đầu này thì bị 4-5 phát lần các bác ạ. Rồi
rất là tội, rồi luôn rất là tội luôn. Những lúc mà em các em đi lấy củi lấy cỏ này, hải xử thì cũng phải để ý nhá. Vâng. Đấy, hai anh em là đi lấy cỏ lấy củi về thì cũng phải để ý. Vâng. Mùa này thì có mùa ong này, vâng, rất là nguy hiểm. Nếu mà ong mật thì còn không có sao mấy, nhưng mà ong cái loại ong đất này thì nó rất cái độc tính của nó rất là mạnh đấy. Vâng. Đấy. Thế còn bây giờ thì cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Rất là cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi hết video ạ. Em cảm ơn anh đã mua thuốc về với em. Ngoài ra anh thì em không thể gọi điện anh mà mua thuốc về. Đấy, không sao đâu, cứ có chuyện gì thì cứ điện cho anh nhá. Vâng. Đấy, anh em mình đã có duyên đến với nhau rồi. Đấy, anh em mình có chuyện gì cứ điện cho nhau nhá. Vâng. Đấy, còn là xử cũng thế, cứ như vừa rồi nhá, cứ có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì em không biết là gọi cho ai nữa đúng không? Vâng. Chỉ lên nãy vừa rồi thì lên trên nhà chú kia hỏi là thuốc à? Vâng. Nhưng không có đúng không? Không có. Đấy, còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm tới ba ông cháu. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi, cho nên là cháu Lực sẽ đi về rồi cô bác. Vừa rồi thì ở lại với các em. Cái tình trạng mà em Hải thì bị ong đốt đấy cô bác thì cũng đỡ rồi. Thì cháu Lực mới là di chuyển đi về. Sợ là bôi xong mà thuốc nó mà không có tác dụng mà sưng lên thì sợ các em có cái chuyện gì không biết điện cho ai luôn. Đấy, rất là may thì là thuốc mà cháu Lực mua lên thì rất là hiệu quả. Thành ra là bôi cho em độ tầm 1 tiếng thôi thì em Hải cũng đã đỡ đi nhiều rồi. Rồi thì bây giờ rất là tối rồi, chắc là cháu Lực cũng sẽ dừng cái hình lại và di chuyển đi về tới nhà để càng sớm càng tốt. Và sáng ngày mai lên còn tiến hành là cho gia đình ba ông cháu đào cái phần nền này cho ba ông cháu. Và ngày mai thì sẽ tiến hành đào cái phần nền nhà này để cho ba ông cháu trước đã. Rồi thì lúc nào mà hết đến tháng 7 này thì mới tiến hành là đào cái phần nền và đặt những cái viên gạch móng đầu tiên. Tại vì cũng rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là tháng này không nên là xây nhà, cho nên là cháu Lực cũng được rất là nhiều cô bác cho ý kiến rằng là cứ đào cái phần nền trước thì cháu Lực sẽ thực hiện nghe theo ý kiến của quý ông bà cô chú anh chị. Rất là mong trong thời gian tới cháu Lực tiến hành vào thực hiện xây nhà cho ba ông cháu. Thì có những sai sót gì thì rất là mong cái cô bác anh chị sẽ điện cho cháu Lực và nói những cái sai sót đấy để cháu Lực sửa sai cô bác nhá. Tránh cái trường hợp mà để nó lâu dần rồi không có sửa được.